xuất sắc vượt qua 182 đề cử giải pháp phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice của tập đoàn VNPT đã được vinh danh trong top 10 sao khuê 2021. Cùng với đó, 15 sản phẩm giải pháp công nghệ khác của tập đoàn VNPT cũng đã được vinh danh ở các hạng mục của giải thưởng lần này. Được triển khai phiên bản đầu tiên từ năm 2015, VNPT iOffice sở hữu những tính năng ưu việt trong quản lý văn bản, điều hành và cộng tác, tạo ra môi trường tương tác đa chiều, giúp người dùng có thể quản lý, chia sẻ, trao đổi và phản hồi thông tin dễ dàng như quản lý văn bản, hồ sơ lưu trữ, công việc, thông tin điều hành cùng các chức năng, lịch làm việc, lịch họp, quản lý thông báo, tin tức. Đây là những tính năng đảm bảo được sự xuyên suốt tất cả các mặt hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, giúp tổ chức doanh nghiệp có thể xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả các vấn đề trong điều hành quản lý theo xu hướng chuyển đổi số. Hiện, hệ thống có mặt trên 63 tỉnh, thành phố và một số thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar. Tại giải thưởng Sao Khuê 2021, VNPT còn được vinh danh thêm 15 giải thưởng ở các hạng mục chính phủ số, quản lý điều hành tổ chức doanh nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe, các nền tảng chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ mới. Có thể kể đến như là trung tâm điều hành thông minh VNPT IoC, hệ thống báo cáo thông tin VNPT VSR, cổng dịch vụ công và phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0.